Yến lành đồn xa top dog VN vươn tầm thế giới. VM là top dog ca bằng sợi lông xoăn dưới háng A mực tao. Hả? 3.700 view. Thằng nào tự tin? Thằng nào tự tin? Ở đây ai mà hách đấu top 1, hách đấu ngân hàng, các thứ gì? Vô đây thử một ván. Má muốn đụng chạm không? Hả? Bất cứ ai luôn ha, tầm hách đấu trở lên là mới chơi nha. Rồi, sao biết lặt nha mày? Sao biết bán dữ mày? Bay luôn rồi mày. Bạn một thì anh xin lỗi nha. Ha. Bạn một thì anh xin lỗi. Trời, sao nó biết bán gì vậy mà nội? Trời. Ủa, tao có đặt bát mà. Cái gì vậy? Giống như là đủ cái tự tin á, mà kiểu dạng như là Lộc đang chơi game á, mà giống như là đang gọi là xử lý chiêu phe một cái á, là nói chung là blend rồi cái này cái kia đó. Thì đây là sân chơi của bạn nè, bạn vô đi nè, những kẻ tinh vĩ mai dương. Rồi mình rồi, và chim hai đại có thủ rồi thách đấu xe cái gì rồi. Ok, thách đấu được rồi, để chắc thử hồ sơ nha. Rồi thôi, cũng chăm tớp đâu ha, gan năng đừng nghe, không có giỡn nha. Ơ, chịu ông Thảo nha. Đấu 591 điểm ha. Rồi, gan lăng. Rồi, 100 gan lăng ha. Rồi, vậy solo GAC nha. Thì đánh con này, chứ phải tôi đánh cho mấy nhát rồi. Được. Anh suy nghĩ mày. Giảm ta. GAC sao rồi đánh? Để mấy 100 gan lăng chỉ bắn nói thùng thôi chứ. GAC đã kỹ năng lắm đó. Thôi, cho con gọi là GB luôn đi. Rồi, vô nha. Lên học giáo án xe cho men cái. Ai chọc với RGB, ra cho men đen. Rồi. Ôi, còn thiếu đốt nha, Cái này còn thiếu đốt nha. Để tới ngay còn thiếu đốt một cái. Ờ, để bao bao đầu, nó bao bao đầu nữa nào. Bao bao đầu nữa nào. Đấy, 12 tốt luôn. Kích thùng thành công, không cho Sơn Trâm Ân phá thùng cho. Rồi, ok, ngay đầu, ngay chọc đánh tới ha. Có pha vừa rồi. Rồi, Sơn Trâm Ân chấp có quy, có đánh nội tại đang luôn. Có một tiếng Q2E cùng với nội tại, nhưng lập tức lại đi cùng trái của nội tại ngược trở lại. Kèo này đẩy. Đánh chưa? Ăn nhau từng hit đánh thôi, level 2 quyết định. Sau thứ 2 anh em nhá. Level 2 quyết định. Biết được tình huống phát hiện ra một quy. Lăng đi phải tốc biến chạy, tốc biến theo chém tay, sắp được chưa đủ đến sao trong. Vẫn còn. Rồi, rồi, ngon. Bắt kèo này chốc trên. Thì đó lên. Tết con gà dữ. Rồi ok, để coi hách đấu làm sao nha. Để coi hách đấu rồi là gan việt 100 gan lăng làm sao ha. Ha. Cái lúc chơi á thì vô vậy nè, còn cái lúc thực hành nè, coi làm sao nè. Rồi đủ chưa? Ghê rồi. Má kèo này xe cho mày nắng hơn mà làm gì Linh vậy? Mắc kèo thua 8k nha Lộc. Rồi kèo này xe cho mày nắng hơn mà làm gì vậy? Ôi, làm gì vậy? Ôi, đánh đi dữ vậy mà nội. Boba. Được rồi đó. Ok, dẫn chứ một game rồi đó. Rồi, quen. Tên gì? Game này là win. Game này mà win, tao cho mày cái kẹt 500k. Việt Nam nói là QE như CC éo làm fan M nữa trả 200k tiền đâu nết cho tao.
ghê thiệt. Mới thử nó một tí. Rồi, xứng đáng là 100 đó. Còn bây giờ thì
sau biết bao nhiêu công lao. Mi nát mày giấc mơ hay sẽ có đại dương giờ tao sáng như là ông sao. Đúng đặt tập thể là hàng đầu để được thành công có tự tưởng với chúng tao. Không mày thứ bên quay ích kỷ chấp nhận là về sau đưa được đội đến thành công này. Wow. Nam cả thế giới để đánh trả đến trên FPGC. Thật lực tao nên để chế mới. Chứ vô địch là mình chứng MVP. Khi từ lâu mấy thân đã xem chỉ trích lòng thật thế là thế FPGC chỉ đã xem mình cả. À, chỉ còn lại là thời gian. What the nhiệt huyết đã biết bao lâu tim vẫn mang chích chắc chích chắc luôn luôn vượt qua dù rằng đã có những lúc gian nan thành công dần theo thời gian dù biết là chẳng hề chút dễ dàng. FPTC vẫn đứng yên ngang không bao giờ biết đầu hàng. Nhiệt huyết đã biết bao lâu tim vẫn mang chích chắc luôn luôn vượt qua dù rằng đã có những lúc gian nan thành công dần theo thời gian dù biết là chẳng hề chút dễ dàng. Thách đấu Việt Nam, thách đấu một trang đen lan Việt Nam. Bối kẹo này kẹo trên mà gắn A3 level dữ vậy. Có 11-1. Trời ơi lại kẹo khó. Trời ơi ông này ghê nghe. Ông này đánh ngang lăng thật sự là 100 cũng nghĩa nha. Trời ơi ván nào cũng xanh hết á. Trời ơi ván nào cũng win hết. Trời ơi 11-1, 8-6, 9-5, 5-3. Trời ơi là trời 5-1, 6-4. Mấy trận thất bại cũng đánh xanh nữa. Trời ơi. Trời ơi không chịu ông Thảo. Ôi ghê dữ vậy. Ma vương vì thế mà cuộc đó muốn vượt nó vượt khó sau biết bao nhiêu công lao. Mi nát mày giấc mơ hay sẽ có đại dương giờ tao sáng như là ông sao. Luôn đặt tập thể lên hàng đầu để được thành công tức là tưởng thấy trong tao. Không mang thứ vết quen ích kỷ chấp nhận luôn về sau để làm đọt để làm cao nè. Wow, this sport Việt Nam cả thế giới.